thì thay mặt cho hiệp hội doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hà Nội xin kính chúc sức khỏe dược sĩ Lê Thị Bình và toàn thể tập thể ban lãnh đạo cũng như cán bộ công nhân viên của công ty dược phẩm Tân Bình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đến với hội nghị hôm nay thì hết sức là tình cờ, sau khi cũng đăng ký theo dõi cái trang fanpage của bên Tân Bình, đặc biệt là bạn Phương cũng đại diện cho chị Bình để giao dịch các cái hoạt động của hiệp hội, thì thấy bạn Phương là đưa lên Facebook của Zalo, thế là sáng nay đến là cũng đăng ký để đến chung vui. Thì hôm nay với chị Bình thì cũng mong muốn là chị Bình coi như Quốc Anh như một người em chứ không phải lãnh đạo hiệp hội. Về quan điểm hiệp hội là phục vụ và cung cấp những cái dịch vụ mà các doanh nghiệp đang cần trên địa bàn Hà Nội. Đối với cái cảnh đảng thì cũng rất mong muốn là chúng ta như một gia đình, một cộng đồng để làm sao hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển. Thì doanh nghiệp phát triển thì cần các cái cán bộ công nhân viên phải có sức khỏe tốt, có trí tuệ, chuyên môn, bản lĩnh vững vàng để chúng ta có những cái sản phẩm, dịch vụ tốt để đem lại những cái lợi ích mà khách hàng chúng ta đang mong đợi. Thì khách hàng là ông chủ của tất cả chúng ta, đúng không ạ? Tôi xác định là khách hàng là ông chủ. Đối với hiệp hội thì các công ty hội viên là ông chủ của hiệp hội. Đó là quan điểm của anh Đỗ Quang Hiển, chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội, chủ tịch tập đoàn TNT, cũng là chủ tịch của hiệp hội. Đấy, và hôm nay thì chị Bình là hội viên hiệp hội, và tháng 5 của 2018 ấy, thì đại hội sẽ tổ chức lần thứ 5 của hiệp hội doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hà Nội. Và hôm nay là nhân kỷ niệm 7 năm thành lập của dược phẩm Tân Bình, thì cũng xin phép đại diện cho hiệp hội và anh Đỗ Quang Hiển trân trọng kính mời và đề cử chị Lê Thị Bình sẽ tham gia ban chấp hành khóa tới nhiệm kỳ thứ 5. Thì đấy là lời đầu tiên. Vấn đề thứ hai nữa thì sắp tới đấy thì hiệp hội sẽ tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại để giao thương các tỉnh thành, rồi các hoạt động khen thưởng đào tạo trong thời gian vừa qua cũng đã hỗ trợ cho chị Bình được tỏa sáng các cái phần giải thưởng. Thì đấy là một cái phần nhiệm vụ của hiệp hội. Đấy, nhưng ngoài đó ra thì còn rất các cái giải thưởng cao quý khác nữa, huân chương lao động, bằng khen thủ tướng, cờ thi đua chính phủ. Thì về việc này sang năm 2018 thì hiệp hội cũng sẽ cam kết đồng hành cả bên bạn Phương, rồi chị Bình, rồi anh em cán bộ nhân viên để làm sao khi mà chúng ta kỷ niệm 10 năm thành lập đấy ạ, thì chúng ta có một khen cấp cao, huân chương lao động hoặc bằng khen thủ tướng, để làm sao là dược phẩm Tân Bình mãi mãi tỏa sáng trong cộng đồng người dân Việt Nam và khắp Nam Châu. Thì đó là cái nhiệm vụ và mục đích mà hiệp hội muốn mang tới cho chị Bình cũng như tập thể của dược phẩm Tân Bình. Một lần nữa xin chúc cho bữa trưa chúng ta ấm cúng vui vẻ. Xin chân thành cảm ơn.